Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày mùng 2 tháng 8 năm 2017. Chúng ta đang ở tại tu viện Tây Thiên, thành phố Westlock, nước Gia Nã Đại, Canada, trong khóa tu xuất gia giao duyên lần thứ 15. Và bây giờ hôm nay đã là ngày thứ hai của khóa tu rồi. Sáng nay đại chúng có khỏe không? Mấy ngày nay quý vị đã ngủ được chưa? Quý vị có hạnh phúc với những âm thanh kỳ diệu của cõi cực lạc không? Thưa đại chúng, là năm nay khóa tu này có rất nhiều người mới lần đầu tiên đi tham dự và đến từ rất xa. Hồi nãy Pháp Hòa đợi lấy cái danh sách mình có tổng số bao nhiêu và ở bao nhiêu, nhưng mà Pháp Hòa biết là cái ngày hôm qua là mình có là 780 vị, coi như là gần 800 vị luôn, cả xuất gia và tại gia. Nhưng mà các vị xuất gia thì khoảng chừng 100 vị thôi, số lượng còn lại là các vị giới tử. Một lần lớn là ở Việt Nam, ở Mỹ, ở bên Âu Châu, ở Úc Châu, năm nay đều có mặt trong khóa tu này. Và đó là một cái hạnh phúc lớn. Thưa đại chúng, là một cái người tu á, thì chúng ta có cái nguyện. Còn người đời á, thì người ta thường có cái ước. Quý vị có nghe chữ ước nguyện phải không? Thí dụ như mình ước trúng số, chứ không ai nguyện trúng số đó. Tại sao? Tại vì ước nghĩa là mình mơ, ước mơ. Mà cái ước á, thì nó không phải từ cái lòng của mình, mà mình thấy gì mình thích cho mình ước à. Thế giờ mình thấy người ta đi ngang có cô vợ đẹp, cái chờ tôi ước gì tôi có cô vợ đẹp giống cô đó. Hay là mình thấy ai có chiếc xe hơi đẹp, cái mình nói chờ tôi ước gì tôi có được chiếc xe hơi đó.
Thì người đời á, nói chung là thế gian trong cuộc sống này ai cũng có quyền ước và cứ ước. Nhưng mà nhớ là ước được không được thì thôi, đến khi nào khô thì hiểu. Nhưng mà không có khổ. Mình ước là mình cứ ước, còn không được thì không có gì khổ. Cho nên ai trong ngồi trong này ai cũng có cái ước hết á. Nhưng mà cái ước đó là thường thường người ta nói ước mơ, nghĩa là nó như có nhiều khi nó chỉ là một giấc mơ, hay là nó chỉ là một cái điều mình mơ nhưng mà không bao giờ có thật. Nhưng mà khi nào mà nó có thật thì đó là một cái may mắn cho mình. Người tu á thì chúng ta đi xa hơn cái ước đó. Người tu của chúng ta là phải có cái nguyện. Bởi vì nguyện là khi chúng ta thấy rõ cái vấn đề đó nó như thế nào cho nên chúng ta mới nguyện. Ví dụ như mình thấy được á, đi đến đối với khóa tu là một điều rất tốt, cho nguyện đi. Mà quý vị thấy không, mình đâu có dư tiền để mà bỏ tiền ra mua một cái vé máy bay cả ngàn đô hay là 600-700 đô, rồi qua đây rồi phải cúng dường, rồi chưa nói là chi phí lặt vặt, rồi thời gian của mình, rồi sức khỏe của mình, rồi cộng thêm sự chịu nhọc chịu cực của mình. Dĩ nhiên là mình đâu phải chỉ ham vui ham chơi mà bỏ tiền bỏ công bỏ sức bỏ tất cả ra để rồi hưởng cái không có gì hết. Cho nên mình phải đặt cho mình một cái câu hỏi. Mình đặt cho mình một câu hỏi là mình đang ước hay đang nguyện? Are you dreaming? You wishing? Are you making your vow? Vow is something deeply come from inside of you. You see something real, truth, you make a vow. Something you like, you just make a wish. Tại đó quý vị mà đi tu, mà đi ước đi tu á, thì dễ phiền não lắm. Tại vì nghe người ta nói Tây Thiên rộng lắm, đi tu sướng lắm. Tại vì cái người đó người ta thích tu, cho nên người ta đi tu người ta tới sướng. Ta nói trời ơi hướng gì bà. Tôi không biết có hôm nay có ai bị bà đánh vai chưa. Bà nói sướng, qua đây tụi biết. Bị gì bạn rủ đi đó. Rồi cái người bạn kia thì đi tu thích quá đi, là tại vì người ta đi với cái nguyện, còn mình đi với cái ước. À, cho nên đi với cái ước thì mình sẽ dễ khởi những cái khổ, cái phiền lắm. Phải đi tu với cái nguyện chứ đừng đi tu với cái ước. Tại vì nó ước nó thường chèm nhẹp. Trời nắng ráo mình cũng chèm nhẹp. Tại vì trong lòng mình giờ không có gì mình thích hết. Thậm chí bây giờ tôi tưởng đâu là ngủ khổ rồi lên ngồi chánh điện cũng khổ luôn nữa. Tôi tưởng đâu là tôi mất tự do, tôi không có chỗ ở thoải mái rồi, giờ lên chánh điện còn gặp mấy sư cô chỉ nữa chứ. Vô đây ngồi, vô đây ngồi. Tôi thích bà bạn tôi mà tôi phải ngồi xa quá. Cho nên quý vị biết là khi mà nói chật á thì mình cũng khổ. Bây giờ muốn làm rộng thì nó phải làm theo cái rộng. Ví dụ ngày xưa hai cái dãy Khánh Anh, Khánh Hòa bây giờ đó, nó nằm ngay sau lưng chánh điện mình. Mà lúc đó là bắt đầu ai cũng muốn vô trong tăng xá đó. Không thích ở ngoài hai cái khu trailer đó. Rồi đến khi bây giờ khu trailer được update, quý vị biết là muốn làm lại cái khu đó, không tính tiền công, công là của Phật tử hoàn toàn. Nội cái tính tiền vật liệu mà relocate lại cái chỗ đó, update nó lên để mà chính phủ cho mình tiếp tục cái giấy phép để mà sử dụng cái đó, 100 ngàn. Phải đổ cái móng cho dày, rồi phải dàn sắt lên, rồi mới để cái đó lên. Mà quý vị biết chỉ có 2 ngày cuối tuần thôi, ngày 1 và ngày 2 tháng 7 đó, là phải kéo tất cả mấy chú thanh niên Phật tử lên để mà làm sao sinh hoạt ở trên đó, làm được cái nóc đó.
Đó là Pháp Hòa chưa nói, còn nhiều cái thứ khác. Cho nên bây giờ mình phải đặt cho mình một cái câu: mình đi tu, mình ước tu, ước được đi tu hay nguyện được đi tu. Vì mình thấy là cái mà mình đang cần không phải là cái chỗ ở, không phải là cái chỗ ngồi. Tại vì nếu mình muốn chỗ ngồi thì nhà mình ngồi sướng rồi. Nếu mình muốn được cái chỗ nằm thì nhà mình nằm lăn hết nhà cũng phải nói gì đâu. Nhưng mà tại sao, làm sao mình đi tới đây? Vì không phải những cái đó. Mà chính vì không phải cái đó cho nên bất cứ những cái khó khăn nào mình cũng giữ được hết. Tại vì khi mà mình quỳ xuống cắt tóc để gieo duyên. Bây giờ gieo duyên là gieo duyên với ai? Không phải chỉ gieo duyên với Phật Pháp không, mà gieo duyên với tất cả mọi hoàn cảnh. Bởi vì đâu phải mình đi tu lúc nào cũng được hạnh phúc. Pháp Hòa ví dụ như á, nếu mà đạo tràng chùa mình rộng lớn đàng hoàng thì mình làm phòng ốc rồi có giường chổng cho quý hòa thượng nghỉ ngơi cho nó đàng hoàng. Đằng này quý hòa thượng cũng phải nằm giường tầng giống mình thôi à. Quý vị không thấy cái cảnh buổi sáng mà trong cái tăng xá đó 40 vị mà có 8 cái nhà vệ sinh nè. Quý ngài đi tới đi lui, tới lui hết phòng này tới phòng kia mà vẫn hạnh phúc như thường. Vẫn hạnh phúc như thường. Tại vì sao? Tại vì quý ngài biết rằng cái cơ hội mà được gặp nhau trong một cái đạo tràng như vậy không có nhiều. Không có nhiều. Vì vậy cho nên mình được sống với tăng thân, mình được ở với đại chúng, gọi là cộng trú. Cho nên khi mà mình thấy được những cái ánh sáng khác, ôi thầy, những cái lè phè như này nó không là gì hết. Vừa rồi Pháp Hòa có nói chuyện với một em nhỏ, nó khoảng chừng mười mấy tuổi thôi. Thì hai mẹ con từ ở xa bay qua đây, mà mẹ em là chỉ một cái nguyện duy nhất, một cái ước mơ duy nhất là được đến chùa Trúc Lâm dự một ngày tu học. Thì đúng ngay cái ngày đó có một ngày tu, em lên ở với mẹ. Trưa lại cái hai mẹ con kéo nhau ra góc, gọi là trả giá với nhau. Mười mẹ năn nỉ đứa con rồi nó có vẻ nó khó chịu thế này thế kia. Thì Pháp Hòa đang ngồi gần bên làm công chuyện, không phải chuyện mình, nhưng mà lúc đó phải xía vô. Pháp Hòa mới kêu nó lại, ngồi kế bên hỏi: con năm nay nhiêu tuổi? Nghe con 13 tuổi. Mẹ con năm nay nhiêu tuổi? Nhà mẹ con hơn 50 tuổi. Pháp Hòa mới nói với em á, cái thời gian mà con cho con á, nó còn dài lắm. Mà cái thời gian mà con cho mẹ của con á, không còn bao nhiêu hết á. Time that for yourself, plenty. Time for your mom, not much. Tại sao mẹ con cho con suốt mười mấy năm nay, thời giờ mẹ con chưa nói một lời nào? Con chỉ cho mẹ con mấy tiếng đồng hồ trong chùa thôi, mà con còn làm khổ mẹ con như vậy. Bây giờ thầy chỉ con cách quán để con tu nè. Ví dụ bây giờ con lên trên chiếc máy bay, con bay từ ở đây về Việt Nam, con ngồi trong chiếc máy bay mười mấy giờ đồng hồ. Mười mấy giờ đồng hồ, chật chội không? Chật chội khó chịu vô cùng. Mà có đi xa đi nữa thì cũng từ đầu này tới đầu kia thôi. Vậy mà tại sao mình phải chịu? Tại vì mình no choice. Vì mình muốn đi tới chỗ kia thì mình đây chỉ con đường duy nhất là đi máy bay vậy nè. Con ở trong chùa mười mấy tiếng đồng hồ, chẳng khác nào con ở trên, mà nó thoải mái hơn chiếc máy bay nữa. Cuộc đời có những cái mà mình phải chịu, mà nếu con hạnh phúc, con chịu thì con hạnh phúc, con không chịu thì con khổ đau. Bây giờ con muốn đi Việt Nam thì con phải ngồi máy bay mười mấy tiếng, đó là chuyện đương nhiên. Bây giờ quý vị hỏi quý vị Phật tử bên Úc nè, bên Việt Nam qua nè,
bên bên Âu Châu qua nè, ai mà không đi qua đây bằng 3 chuyến bay. Từ ở đây phải bay qua Montreal hay là Vancouver hay là Toronto, rồi từ Toronto mới bay về bên Đức hay là bên Pháp vân vân. Cho nên mình đi đâu cũng phải có một cái thời gian. Mà thường thường á, Pháp Hòa nói như vậy xong Pháp Hòa mới nói tiếp. Khi mà con đang đi đường, con gặp một cái gốc cây, còn cái gốc cây đó nó xấu lắm, nhưng mà con đừng có nhìn cái gốc cây đó để rồi con la nó, con buồn khổ, mà con hãy nhìn lên. Nhiều khi ở dưới gốc này đó, nó sần sù, nó xấu vậy đó, nhưng mà ở trên gốc cây đó, lá đẹp, hoa đẹp, trái ngon. Cũng như vậy, 10 ngày này mình tu á, dù ở có cực, dù bất cứ cái hoàn cảnh ngoại duyên nào nó có cực, nhưng mà mình nhìn lên trên đó là mình thấy cả một bầu trời hạnh phúc. Hạnh phúc thứ nhất là mình được sống trong tăng đoàn, mình được tu tập, mình đi với chúng, mình ở nhà chắc gì mình đã được một cái năng lượng như vậy. Không biết ngày hôm qua lúc mà cái lễ truyền giới, tất cả tăng ni và các vị, cả 800 người chúng ta trong cái chánh điện này, mình cùng hát lên cái bài Trầm Hương Đốt. Không biết lúc đó có ai cảm nhận được cái sức mạnh, cái hùng lực của cái bài hát đó không? Chứ Pháp Hòa cảm được. Là vì lúc đó ai cũng đang hết tâm thành kính. Nguyện của con đã thành rồi. Con ước mơ là con được đến tu viện Tây Thiên để con tu xuất gia gieo duyên. Bây giờ con đã đi được, và con đang thật sự hiện diện ở trong đạo tràng này. Chỉ chốc lát nữa đây, Pháp Hòa đại diện cho đại chúng tắc bạch, mà Pháp Hòa còn cảm xúc. Không lẽ giờ mình là đương sự mà không thấy cảm xúc gì hết sao? Cho nên mỗi ngày đi qua là mỗi ngày mình thấy mình đi dần tới cái bế mạc. Cũng giống như mỗi ngày đi qua là mình thấy rằng mình đi dần tới cái chỗ già, chỗ chết. Thí dụ như bây giờ đại chúng mình sống trong chùa đây mấy ngày, mình nói trời ơi sao 10 ngày tôi thấy nó dài lê thê, là tại vì mình không chấp nhận được cái hoàn cảnh. Cho nên cái chữ nhẫn á, không phải chỉ nhẫn giữa con người với con người, mà chúng ta còn phải chịu đựng được hoàn cảnh. Chịu đựng được hoàn cảnh gọi là pháp nhẫn. Chịu đựng con người thì gọi là sanh nhẫn. Người sống ở trên đời này ai mà không cần phải có hai cái đức nhẫn đó. Nhẫn giữa con người và nhẫn với hoàn cảnh. Quý vị biết là bây giờ mình giải quyết cho 700-800 người ở làm sao đây? Ở dưới trại đường, ở dưới cái basement của chánh điện này, rồi mình gọi là cái gì đó, cư xá Trúc Mây Thiện Hòa, Thiện Hoa. Gần 200 người. Tại vì mình có tới ta gần 800 người thì bây giờ phải giải quyết. Đến khi mà mình biết rằng mình thiếu, bắt đầu phải đi mua thêm giường, đi mua thêm nệm. Mà may là năm nay á, mùa đông vừa rồi đó, là kiếm tìm mua được thêm 400 cái mền, mà vẫn không đủ. Rồi ngày hôm bữa sát ngày rồi, 2 giờ sáng Pháp Hòa còn chạy về Trúc Lâm đem mền lên nữa mà. Nhưng mà có những người á, người ta đứng ở sân khấu, người ta chỉ kéo màn, người ta pha ánh sáng, người ta nhắc tuồng, mình không thấy được sự họ có mặt của người đó trên sân khấu. Nhưng mà nếu không có những người đó thì cái tuồng hát đó không thể diễn một cách tốt đẹp được. Quý vị biết là phía sau quý thầy, hay là quý vị chỉ thấy có Pháp Hòa, có thầy viện chủ, có vài vị trong ban tổ chức. Nhưng mà có những người, người ta làm những Bồ Tát mật hạnh âm thầm. Họ là những người kình sơn trì sử, biến hư không giới mà không ai thấy. Kình sơn là gì? Khiêng cả cái núi,
trì sử là cầm chỉ một cái chai, họ khắp hư không này nè, nhưng mà mình đâu có thấy. Tại vì 30 mình mới tới, 31 mình mới tới. Nếu mình tới 15, 16 tháng 7, 20 tháng 7 thì mình sẽ thấy. Những bậc, những vị gọi là kim căn mật tích kình sơn trì sử biến hư không giới này. Cho nên những cái câu trong kinh đó là sự thật chứ không phải là không có trừu tượng đó. Rồi bây giờ ví dụ như giờ chỉ cần buổi trưa mình ra mình có tô sạch mình ăn, mà mình đâu biết rằng mình ăn xong mình về phòng mình ngủ trưa thì có những vị người ta phải khiêng nồi, cầm chén, rửa muỗng, rửa đũa, đứng cả giờ, 2 giờ đồng hồ. Có một chị, có một vị giới tử nữ trong đây mà biết, bà rửa chén đến sốt luôn đó, mới đỡ ngày hôm qua đó. Mà không phải một người mà 2-3 người luôn. Cho nên á, Pháp Hòa nói như vậy không có phải để cho chúng ta feel bad, cảm thấy là mình không phải, Pháp Hòa không có ý đó. Chỉ để cho đại chúng có thêm năng lượng tu hành, chịu khó khắc phục những cái khó, những cái hoàn cảnh bên ngoài, để mà mình đặt cái nguyện của mình lên trên. Mình tới đây tu chứ không phải tới đây để phiền não. Nhiều khi bạn gần với nhau, ngủ gần với nhau, ngồi gần với nhau, chung đụng làm việc với nhau, ít nhiều cũng có một hai cái phiền não. Thôi nhớ những cái đó chỉ là những cái nhỏ nhỏ thôi, không có quan trọng. Vì mình không thể nào bỏ thời gian, sức khỏe, tiền của mình đến đây chỉ để ôm một mớ phiền não rồi đi về. Chờ Pháp Hòa hôm trước, Pháp Hòa có thưa với quý thầy, quý sư cô, xin quý ngài nâng đỡ cho Phật tử. Pháp Hòa trong buổi họp là Pháp Hòa phải thỉnh mời quý ngài chia phiên để mà hướng dẫn cho Phật tử từng chút từng chút. Rồi thậm chí phải thỉnh quý ngài làm cái người đi giám niệm tuần liêu. Ở trong chùa đó nó có một cái danh từ gọi là tuần liêu. Chữ tuần nghĩa là đi tuần, đi tra, đi thanh tra. Liêu là phòng. Theo cái lệ là mỗi tối đi ngủ á, là phải có một người đi các liêu phòng để nhắc nhở đại chúng không nên nói chuyện, không được làm ồn. Rồi các vị mới bàn với nhau là ngày xưa là mình cầm, ở hồi xưa là người ta cầm cái bọc bảng, cái bảng gỗ á, ta đi ta gõ cốc 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 dọc dọc mấy cái liêu. Ở trong mà nghe được tiếng là biết là có người đang canh mình ở trong, ở ngoài á, trong này mà lo mà trùm mình mà ngủ sớm. Bây giờ mình ở đây mình cũng có cái bảng đó, thôi bây giờ mình thỉnh cái chuông, thay vì mình cầm cái linh mình lắc, thay vì mình cầm cái linh mình lắc, là cầm cái linh mình lắc thì sợ nó cái tiếng nó động nhanh, nó mạnh, nó ồn. Thôi giờ đưa cái chuông. Tối hôm qua quý ni sư, quý vị biết là những vị mà đi đó là các bậc ni sư làm viện chủ trụ trì không, chứ đâu phải là những người, những vị sư cô mới tu đâu. Vậy mà qua đến đây là nhận lãnh trách nhiệm đi tuần liêu cho các vị giới tử. Qua hỏi cái chuông, qua đưa cái chuông đâu chừng nửa tiếng sau thấy quay lại hết trơn. Pháp Hòa hỏi sao ni sư? Dạ thôi con trả thầy, con không làm nữa đâu. Hỏi sao vậy? Con tới con thỉnh chuông cũng nói chuyện bình thường. Rồi hỏi sao nữa ni sư? Trời ơi cái chuông ăn thua gì thầy, con tới ngay giường con nhắc luôn. Giờ từ chối không làm nữa, kham không nổi. Bây giờ mới hiểu rồi, chúng sanh, chúng sanh gì? Không dám đâu. Chữ gì nghĩa là gì? Mày giờ có dễ không? Mình không độ được chúng sanh của mình thì làm sao mình độ được chúng sanh ngoài? Chúng sanh ở trong mình là nó chúng sanh gì? Chúng sanh thích, không phải thích đủ thứ. Mô Phật. Chúng sanh của mình là chúng sanh chưa có thuần,
mình sống theo cái tập khí nhiều quá. Mình sống với tập khí của mình nhiều quá. Tập khí của mình là đi ngủ phải nghe nhạc, nghe cải lương, nằm nói chuyện, không? Cái tập khí của mình là thế này thế kia. Mà bây giờ mình vô đây là mình muốn cắt. Mình đang gieo cái duyên Phật Pháp để mình giảm cái duyên trần tục. Muốn gieo cái duyên này phải giảm cái duyên khác chứ. Chứ bây giờ mà mình đem cả một cái khối duyên đời vô đây nữa thì nó lấn. Mấy cái duyên Phật Pháp này nó mới gieo à, bén nghĩa là mọc mầm còn chưa nữa thì làm sao nó chịu nổi. Thưa đại chúng, là đặc biệt những vị nào lần đầu tiên mà tới khóa tu thì nhớ là mình là mới có gieo hạt, gieo duyên mà. Còn á, cái mà ở ngoài đời của mình không phải gieo nữa, mà giờ nó thành cây rồi. Nó thành cây đại thọ rồi. Mình bưng nguyên cái cây đại thọ này vô. Cho nên chỉ cần mình lấn một cái là mấy cái hạt mà mình mới gieo đó, cắt tóc để gieo duyên. Nguyện sống không ưu phiền. Ở đây Pháp Hòa chỉ muốn nhắc, bởi vì Pháp Hòa là cái người chịu trách nhiệm. Quý vị biết Pháp Hòa mở khóa tu quý vị mới tới, vậy thì Pháp Hòa là cái người trưởng ban tổ chức của khóa tu này. Thì Pháp Hòa thấy rằng mình phải có bổn phận chịu trách nhiệm chăm sóc đời sống tu của quý vị. Mà mình có một cái duyên phước lớn là không phải một mình Pháp Hòa nữa, mà bây giờ mình có cả một cái đoàn thể của các bậc tôn đức trưởng thượng. Những vị đó đều đáng là những bậc thầy của mình hết, chứ không phải là huynh đệ nữa. Quý vị biết ngày hôm qua tối đó là những bậc ni sư không đó, mà nói theo bên ta chư tăng là những bậc thượng tọa, những hàng thượng tọa. Các vị ở bên Việt Nam đó là có dưới tay đệ tử xuất gia hàng chục, hàng trăm. Vậy mà qua đây cầm cái chuông đi có nửa tiếng lại trả. Cho nên Pháp Hòa xin thưa như vậy, để rồi bây giờ mình á, mình biết mình ham tu lắm, nhưng mà có cái gì đó, cái chúng sanh ở bên trong này nè, nó lấn lướt mình dữ lắm. Nó lấn lướt mình mà nó đôi khi nó làm mình mất tự chủ. Mình có thể nổi nóng một cái chuyện rất nhỏ, mình có thể nổi bực với một chuyện rất nhỏ. Ví dụ thôi, y thì đắp y là đắp y nhẫn nhục, nhưng mà cái y mà vừa vặn nhất của mình mới để đây giờ đâu mất tiêu rồi. Nội cái chuyện mất dép thôi nha. Có nhiều vị hỏi, thầy, ở đây mà cũng ăn cắp nữa hả? Pháp hỏi cái vụ gì? Con mất dép. Nói trời ơi, bây giờ cô nghĩ đi, ai mà chôm đôi dép của cô có lọt được khỏi cửa Tây Thiên không? Không lẽ người ta vô đây người ta ôm đôi dép ta chạy bộ đi về? Thì mình mang những cái đôi dép nó thuận tiện quá. Nó thuận đôi dép đó, người ta thuận đi đâu ta sọt vô ta đi cho nó gọn. Em xin thưa thiệt, em năm đôi dép mất rồi đó. Mà chính vì em bị mất năm đôi dép cho nên em cũng hóc luôn, ai để sẵn em chịa. Bây giờ tới hồi mà ở trên đây em đang ở trên chánh điện mà ở dưới chạy lên thầy cần thầy dưới, em ra tới là nó đâu rồi. Thôi thì bây giờ con ai sẵn em mượn đỡ. Và khi mà mình bị, trời ơi, không có cái quê nào bị quê nhìn dép. Em bị quê bữa rồi. Bữa nọ chọt cái đôi dép gấp quá, chọt cái đôi dép của một cô. Cổ ra cổ nhìn, thầy đôi dép của con.
xong rồi cổ sợ mình, cổ ngại với mình, mà cũng phải, con xin lỗi thầy, con xin lỗi thầy, tại con có đôi này. Pháp Hòa cũng an ủi lấy mình, dạ không sao, lấy đồ người ta bị nhìn là phải. Thật sự ra nhiều khi mình nghĩ giờ 800 người này như người nhà vậy đó. Nhiều khi cái tâm mình nghĩ đơn giản vậy, bây giờ vô trong này mình ở, mình sống như một người nhà với nhau rồi. Thấy không? Chị Tư mượn đỡ đôi dép chị Tám. Trời ơi, em Út mà mượn đôi dép của chị mà chị cũng la nữa. Đại khái vậy. Cho nên thật sự ra Pháp Hòa mới nói là không có mất ở đâu hết á. Chẳng qua là có những đôi dép của mình mang nó rất là thuận để người ta xỏ vô khi người ta cần đi. Mà thưa đại chúng, mà bây giờ thôi đừng nói mà mình là nào là 2-3 cái cư xá, rồi nào là 3-4 nơi. Ba cái cửa chánh điện này thôi là đi kiếm dép cũng phát mệt rồi đó. Hồi nãy tôi nhớ tôi vô cửa trước mà. Mà sao giờ nằm cửa sau? Và nhiều khi tôi nhớ tôi vô cửa sau mà sao giờ nằm ở bên cái cha bếp, phải không? Thành thử ra khó lắm. Cho nên thưa đại chúng là nếu như mà mình chưa có chăn được cái chúng sanh tâm của mình, cho nên hồi sáng mình đọc kinh Kim Cang đó, các vị Bồ Tát mà độ chúng sanh vô lượng vô số mà không thấy một chúng sanh nào mình độ, như thế mới gọi là thật độ chúng sanh. Nói về cái hình tướng bên ngoài thì mình giúp đỡ cho bao nhiêu người mà mình không thấy có người nào mình giúp, tại vì tất cả đều là những người mà khi tới mình có khả năng, đủ duyên, đủ hoàn cảnh mình giúp rồi xong. Giống như ngày hôm bữa 31 tây trên này xong rồi là nó quá bận đi. Vậy mà có một số các vị không có lo được cái y, chưa có cái y, dẫn qua bên phòng bên kia thì nó nghẹt phòng ở bến hết, mà người làm thì có 2-3 người thôi. Cuối cùng Pháp Hòa phải nhào vô phụ. Mà bây giờ Pháp Hòa, quý vị hỏi Pháp Hòa chứ, ví dụ bây giờ bữa nào mà cái cô đó hay cái chú đó gặp lại Pháp Hòa, thầy thầy nhớ con không? Hỏi vụ gì? Thầy giúp con kiếm y á. Em chẳng nhớ ai hết. Tại vì lúc đó là chỉ chú tâm tới làm sao kiếm tấm y vừa kích thước người đó là xong. Cho nên mình độ tất cả mọi người, nếu người đã đến với mình, gặp lúc, gặp duyên, khả năng mình cũng có, cứ giúp mà không cần phải ghi dấu gì hết. Đó là mình nói về bên ngoài. Nói về bên trong, một ngày mình có đếm là mình đã sân bao nhiêu lần, mà mình độ cái chúng sanh sân của mình bao nhiêu lần không? Không có, không có nhớ. Bởi vì mình nổi giận nhiều quá rồi riết cũng chẳng đếm nổi nữa. Cho nên có những chúng sanh ở trong người mình, có ai mà bây giờ nhớ bảo đảm là tôi sống được tới bây giờ 60 tuổi tôi đếm là tôi độ được 70 lần sân không? Sân vô cùng, si vô cùng, tham vô cùng. Cho nên cứ hỏi khởi lên là mình độ nó. Cho nên mấy ngày nay đó, quý thầy quý cô độ mình, mình chịu khó độ chúng sanh trong mình chút. Bởi vì quý thầy quý cô là người đang thực tập cho mình hạnh cái tướng oai nghi của người tu. Cho nên thấy mình chưa thuần thì các vị nhắc cho mình thuần. Bởi vì các vị chỉ thấy được cái tướng mình thôi. Đi ngang thấy mình đi nhanh. Giống như có một cô Phật tử cũng nói, trời ơi, cái năm đầu tiên của qua của tu 3 ngày là cũng muốn đi về rồi. Chương trình thì liên tục mà lại không cho đi nhanh. Từ phòng này qua phòng kia, beng 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 là tới giờ rồi. Mình mới vừa mặc áo vô, đi nhanh cái gặp thầy Pháp Hòa không, đi chậm chậm. Cái tôi phải chậm theo. Lại khá vậy. Mình đều gặp thầy Pháp Hòa mà quý vị còn than chậm, mà gặp thầy Pháp Ân quý vị làm gì?
Mà quý vị biết là thầy Pháp Ân là cái gì thầy cũng hơn Pháp Hòa hết đó. Bệnh cũng bệnh hơn, chậm cũng chậm hơn, run cũng run hơn, già cũng già hơn, xấu cũng xấu hơn nữa hả? Cái đó quý vị nói à, em chỉ mồi lửa thôi. Cho nên ở đây Pháp Hòa muốn nhắc là cái chữ nguyện đó. Có nhiều vị nguyện bao nhiêu năm đến khóa 15 mới được đi. Thì cho nên khi mà cái chữ nguyện nó ở trước mặt mình rồi thì những cái khác nó râu ria. Nó chỉ là những cỏ, những ngọn cỏ nhỏ, chứ nó không thể là những đại thụ nó cản trở mình được. Cho nên cái chướng ngại á, dẹp được mà cái chướng nạn thì hơi khó. Chướng ngại là những cái gì nó cản trở mình, nó ngăn ngại mình bước xuống, mình dỡ nó ra. Nhưng mà cái chướng nạn là nó nằm ở trong. Có nhiều khi cái người đó chẳng là cái gì, nhưng mà bực họ rồi là mình ngồi ăn cơm, mình thấy thay vì mình ngồi ngang với họ là mình muốn ngồi chung dãy thôi để khỏi ngó. Thì cái người đó bây giờ trở thành ra cái chướng nạn của mình rồi đó. Cho nên mình không khéo á, mình chánh niệm không đủ, định lực không đủ, tuệ giác không đủ, thì mình sẽ biến cái tu của mình nó thành ra cái tù. Cái hạnh phúc của mình nó trở thành ra khổ đau. Lẽ ra mình đến hạnh phúc, mà bây giờ rốt cuộc hạnh phúc đâu không thấy, mà mình thấy khổ đau, mà mình lại vô tình mình để những cái vặt vảnh, những cái lõ nhỏ đó nó làm khổ mình. Bây giờ đại chúng cứ nghĩ một chút khó khăn này, dù bất cứ cái gì nó xảy đến mà mình không chấp nhận được thì cái đời tu này chướng duyên nó còn cỡ nào nữa. Cho nên mình nhờ như vậy cái tâm mình nó vững lên, gọi là vững tâm kiên trì. Khi mình đắp chiếc y á, mình phải nhớ đây là y nâu. Chiếc y này nhắc nhở mình chịu đựng. Bởi vì chữ ca sa nghĩa là hoại sắc. Người Trung Hoa dịch là bất chính sắc. Không có cái sắc nào là chính hết đó. Không có màu nào chính hết đó. Vàng không vàng, đỏ không đỏ, là nói màu không đạo. Cho nên người tiếng Phạn gọi là ca sa, người Trung Hoa dịch là hoại sắc. Cái sắc này nó bị hoại đi, hay là nó không thuần túy một màu nào, cho nên gọi là bất chính sắc. Và đắp y này tượng trưng cho đất, vì đất có thể chịu đựng tất cả nước dơ, nước sạch. Và đất là nơi để mọi thứ nương tựa. Quý vị nhìn, có cây nào trồng mà khỏi mặt đất không? Có cái nhà nào xây dựng mà không mà khỏi mặt đất? Cho nên muốn làm cái gì cũng phải nương vào cái mặt đất này. Cho nên cái mặt đất đó tượng trưng cho tâm của mình. Tâm đó vững chãi, tâm đó kiên trì. Cho nên Đức Quan Âm á, Tam Thân á, một tay ngài cầm Bát Nhã Tâm Kinh, tượng trưng cho trí tuệ. Một tay ngài bắt cái ấn kiên định. Người có được cái lực kiên trì thì có được trí Bát Nhã. Người có được cái đức vô úy thì mới có thể vận chuyển pháp luân. Vô úy là gì? Là không có sự sợ hãi. Trong kinh Đức Phật nói, có nhiều người mà sắp sửa đi đánh giặc, đang ngồi trong bàn tán đồ hình đánh trận, tự nhiên lính chạy vô: dạ bẩm quan, bên kia giặc có 100.000 người. Bắt đầu run rẩy. Lát sau: bẩm quan, 150.000 người, bỏ kiếm. Dạ 200.000 người, bỏ chạy.
Thì Phật nói người tu mình không khéo y chang như cái anh dục, anh lính mà sợ, nghe khó khăn rụt lui hết, không dám tiến bước. Cho nên á, mình phải biết rằng á, tại sao người đi tu xuất gia phải phủi tóc? Bởi vì cái căn bản tóc là rối rắm, là phiền não. Thứ hai là chúng ta cũng muốn sống cuộc sống giản dị. Cái gì nó không cần thiết, chúng ta phải giản dị. Thì bây giờ cũng vậy, đơn giản. Sống đơn giản, ăn đơn giản, ở đơn giản. Hôm rồi á, ngồi nói chuyện với mấy chú, thường thường chiều ăn cơm với mấy chú, mà hôm nào đông đủ, Pháp Hòa có gì nhắc, Pháp Hòa hay chờ buổi chiều. Thì Pháp Hòa mới nói với chú, có nhiều lúc á, thầy ngồi, thầy quán chiếu, thầy thấy có một cái điều lạ, mà mình tức cười cho con người mình. Có thể một tuần lễ mình chưa hề bước lên chánh điện một ngày, một buổi, mà cái nhà vệ sinh không người nào không vô đó hai lần một ngày. Có nhiều khi mình là người tu nè, cả ngày không bước lên chánh điện. Có nhiều khi một tụng kinh cả một cả tuần lễ mình không có thời kinh. Vậy mà cái nhà vệ sinh đó không người nào mà từ chối. Cái chỗ đó không ai một lần, phải hai lần vào, ít nhất hai lần vào. Bây giờ quý vị nghiệm có phải không? Thế thì đời sống con người của mình, mình bận rộn cho cái gì? Ăn, ở, vệ sinh, ba cái đó thôi. Mà trần ai khoai củ? Nguội một chút mình cũng phiền, cay một chút mình cũng không thích, mặn một chút mình cũng la, vân vân, đủ thứ hết. Thật sự nha, những cái đó không có tội lỗi gì hết. Nhưng mà nếu chúng ta là người có tu thì chúng ta sẽ nhìn lại. Bởi vì cái trách nhiệm quan trọng của người tu là gì? Là phải nhìn lại mình, phản quan tự kỷ, bổn phận sự. Đó là câu nói của một thiền sư Việt Nam chúng ta. Phản quan tự kỷ, bổn phận sự. Phản quan tức là soi lại. Tự kỷ là chính mình. Bổn phận sự là đó là phận sự của mỗi người chúng ta. Vậy một hôm mà Pháp Hòa thấy ngộ ha, cái nhà đó mà không vô chết chắc à. Cho nên Pháp Hòa mới thật sự Hòa nói vậy, là Pháp Hòa rầy mấy chú vấn đề vệ sinh, chùi rửa thôi. Nhiều khi đi nhưng mà lười chùi rửa, clean up, dọn dẹp. Thì Pháp Hòa mới nói cái chỗ đó là cái chỗ ngày nào mình cũng vào, cho nên không thể để bừa bãi dơ dái được. Nhiều khi mình cũng có lỗi không? Mình là Phật tử mà nhiều khi cả ngày mình không gặp Phật, cả tuần mình không gặp Phật. Nhưng mà ngày nào mình phải vào đó. Rồi xin lỗi, nhiều khi mà gấp đi quá mà bước vô trong đó, cái mùi nó khủng khiếp quá, cũng phải dẫn thần thông ngồi trong đó. Có không? Có chứ. Thưa đại chúng, những lúc như vậy Pháp Hòa không có phiền hà vậy, mà Pháp Hòa quán chiếu để mình tu. Thì Pháp Hòa quán chiếu là bây giờ nè, cái chỗ nó hôi vậy nè, mà bây giờ mình cũng muốn gấp, mình gấp lắm nè, không lẽ vì cái hôi này mình không chịu đựng nó? Thôi nín thở, miễn sao nhẹ bụng tốt. Không, nhiều khi mình tu là mình phải, nhiều khi mình chịu đựng được một chút như vậy để mình được một cái gì đó. Những lúc Pháp Hòa, thật sự Pháp Hòa thưa với đại chúng, cái tu của Pháp Hòa nó trong hàng ngày vậy đó. Đi vô những cái nhà vệ sinh công cộng đó, rồi mình bước vô một cái chỗ mà hai ba người người ta đã dùng rồi,
cái chỗ đó nó quá hôi mà không có cái gì để mà mình chịu đựng. Rồi thậm chí quý vị đi trên đường đi, quý vị đi vào những cái chỗ nó kêu là cái rest area, ai ở đó đâu mà clean up haram thường xuyên. Trời ơi, nhiều khi mình bước vô là cũng nhắm mắt nhắm mũi, nhưng mà cuối cùng chỉ vì một chuyện thôi, xả trong người mình ra cho nó nhẹ, còn mấy kia không quan trọng. Nhiều lúc cũng là tu và quán vậy. Những lúc ở trong đó giờ sao? Tu thiền ngay tức khắc. Cho nên cái chữ tu thiền không có nghĩa là mình ngồi trên tọa cụ bồ đề. Rồi thậm chí nhiều khi, xin lỗi, mình đi vệ sinh xong có ai dám nhìn không? Có ai dám đứng đó coi ngửi gì không? Vậy mà trước khi nó thành cái đó, mình để trên bàn dành với nhau, giận hờn với nhau. Nhưng mà qua khỏi cái cuốn họng mình rồi thì đó, cái ngon cái gì mà nãy chúng ta nói đó. Cho nên cái bài kệ mà đi vệ sinh đó, không dơ cũng không sạch. Bây giờ quý vị hiểu được Bát Nhã Tâm Kinh dạy mình quán sao chưa? Cái gì sạch, cái gì dơ? Để trên bàn thì mình gọi là sạch, rồi qua khỏi cuốn họng thì mình gọi là dơ. Rồi hồi nãy thí dụ như bây giờ, bây giờ quý vị nhìn, lấy cái tay mình nắm cục xôi lên bỏ miệng ăn, nhưng mà hãy người ta kêu cầm gì, dạ không được, tay em dơ. Còn sao dơ? Hồi nãy mình cầm cục xôi lên mình gọi là sạch, mà vừa cục xôi vô thì biểu mình cầm cái tờ giấy cầm gì, nói dạ không, tay em dơ. Vì cái dơ cái sạch đó cũng mình hết à. Rồi quý vị xin lỗi đại chúng, mình đi ăn nhà hàng, tại vì mình không có vô bếp cho nên người ta làm gì mình đâu biết, mình chỉ ra bàn này mình ăn mình thấy ngon thôi. Cho nên cái gì mình không thấy khuất mắt mình, cái mình cho nó cái tên đó. Khi mà mình quán chiếu, mình thấy như vậy thì cuộc sống của mình nó nhẹ vô cùng. Ngay cả những đứa nhỏ nó tới chùa đây cũng vậy. Nó tới đây nè, nó ở đây với mình 10 ngày đó. Quý vị cũng đừng có bắt buộc là tại sao nó không thế này, không thế kia. Nó không phải là mình. Nó chịu đi với mình vô đây nè. Nó chịu theo ba, theo má, theo ngoại, theo nội, nó vô đây nó ở 10 ngày là mình cũng phục nó rồi đó. Nó chịu vô đây mà nó ăn chay suốt 10 ngày với mình đó nè. Mỗi ngày ba cử cộng lại nó hết chín mấy chục buổi. Mà thường ngày ở nhà sáng chiều mà ăn như vậy là nó đã rên rồi. Rồi ở nhà nó đó, nó tivi mỗi ngày, nó game giết mỗi ngày. Bây giờ nó vô đây á, nó giảm những cái đó. Cho nên mình nhìn chúng sanh á, và mình cũng thấy được rằng mỗi căn cơ chúng sanh ở cái độ tuổi đó, cái trường hợp của nó được vậy là mình hoan hỷ rồi. Bây giờ ai đã từng tới Tây Thiên tu của 15 năm trước, và quý vị sẽ thấy rằng 15 năm sau nó có khác không? Thôi bây giờ đừng có nói chi, bây giờ chỉ cần mình nhớ là năm nay mình như vậy, chừng 2-3 năm nữa rồi mình cũng sẽ thấy nó có những cái nó khác hơn. Ồ thì mình mới thấy cái người mà người ta đang rên, thí dụ 3 năm sau mà chỗ người ta vẫn rên, mình nói trời ơi vậy là sướng lắm rồi, hồi cái thời tôi đi là không được vậy đâu. Giống như ở bên hồi đó qua ở làng Mai với mấy thầy, bây giờ qua thấy mấy em có phòng nè, có sưởi đàng hoàng, có giường ngủ đàng hoàng. Còn cái hồi Pháp Hòa ở bên đó, ngủ trong chuồng bò, sưởi là bằng củi, ban ngày đi lụm củi về, củi mục trong rừng, về chất đóng đó, tối trước khi đi ngủ đốt cái lò lên, đầu hôm nó nóng như cái lò bánh mì, nửa đêm lửa nó tàn, đá mà đá người ta làm chuồng bò bằng đá chất, đá cục cục mà người ta chất lên đó. Quý vị biết mùa đông mà cái hơi lạnh trong đá nó ra là cỡ nào. Nhà vệ sinh nó đâu có gần đâu, đi xa. Pháp Hòa nhớ thầy Tịnh Mãn nè. Thầy Tịnh Mãn là, Pháp Hòa với thầy Tịnh Mãn là anh em bạn là từ năm 93 95.
Tới giờ là bao nhiêu năm? 20 năm không? Những ngày đầu mà anh em gặp nhau trong một cái khóa an cư khiết đông đó, mà thấy là có, hồi đó thầy có một cái bệnh là hãy ra mà nửa đêm mà thức dậy mà đi vệ sinh mà trời ra trời lạnh là thấy vô, thầy tỉnh queo, thầy không ngủ lại được. Mà những cái năm tháng đó sống rất là vui, ăn thì thiếu, ngủ thì cực, lúc nào cũng đi ngoài đường trời lạnh suốt. Tại vì thiền đường nó cách, ví dụ như đây thiền đường tuốt, kia nhà bếp tuốt, nọ phòng ngủ, cả ngày cứ đi ở trong đất, cũng giống như bây giờ mình vậy đó. Từ thiền đường qua phòng, từ phòng qua nhà bếp, vân vân. Nhưng mà mình không thấy những cái đó là gì hết, tại vì mình rất hạnh phúc vì mình tới đây, mình được gặp nhau, mình được tu học. Quý vị biết là sáng nào cũng ngồi thiền, mà cái người nào chịu trách nhiệm lo thiền đường á, là phải thức từ 4 giờ sáng để đi lên đốt củi, đốt lò, đốt cho nó ấm thiền đường rồi đại chúng mới vô ngồi được. Còn bây giờ khỏi, sửa chạy. Cho nên nhiều khi á, hôm trước Pháp Hòa mới lo là cái pháp xá nó ngộp. Hỏi cái ông thợ, ông nói yên tâm, ông có làm AC, đó là air. Rồi nhờ cái air đó nó circulate, giống như cái quạt ấy, nó cứ đánh ở trên vậy đó. Cái quạt đó không phải là cái quạt máy, nó không phải là cái quạt cho mình mát, mà cái quạt đó nó điều hòa. Tại vì nó cao thì cái hơi sưởi nếu mùa đông, hoặc là cái máy lạnh đó, nó cứ bốc lên vậy, thì cái đó nó đánh đều để nó làm cho cái phòng đó đều hết, không có cái sự nực nội, không có sự ngọt ngạt. Cho nên mình xuất gia là có xuất gia rồi đó, thọ giới là cũng có thọ giới rồi đó, và gì nữa, đắp y là cũng có đắp y rồi đó. Nhưng mà mình làm đủ ba cái nghĩa đó không? Xuất gia là theo cái nghĩa là mình cắt tóc đó, giảm phiền não, cắt bớt phiền não, phủi sạch đây còn chưa chắc, chứ huống chi nhá có ba miếng. Chứ hôm rồi đi bên Âu Châu, cái buổi giảng cuối cùng ở Na Uy, có Phật tử hỏi, viết giấy hỏi Pháp Hòa, chứ người đi xuất gia cái gì khó nhất và cái gì dễ nhất? Pháp Hòa trả lời gọn thôi: cạo đầu dễ nhất, cạo tâm khó nhất. Mình cạo cái đầu đâu có mấy phút đâu, nhưng mà cạo cái tâm là một quá trình. Bởi vì cái tâm của mình là nó đụng đâu là nó nổi đó. Trời ơi, mà nó thích cái rồi nghe nó tha thiết lắm, mà nó không ưa rồi cái nó cũng thiết tha lắm. Thứ mình tại sao phải tu tâm? Tại vì mình sống với cái tâm vọng nhiều hơn cái tâm chơn, chứ phải tu nó. Tại sao phải dưỡng tánh? Bởi vì cái mà nó lành, nó thiện mà không dưỡng là nó mất. Cho nên bây giờ mấy đứa nhỏ nó vô chùa đó là mình đang dưỡng nó đó. Bởi vì nó là những đứa mà bây giờ là mình thả nó ở nhà là nguyên suốt 10 ngày là không có bệnh nhà, là nó chơi game nè, nó đi với bạn nè. Bây giờ nó vô đây á, cho dù nó chơi nửa ngày, ít nhất mình cũng vớt giác lại được là gì, nó tu nửa ngày. Các bạn nói ví dụ vậy đó. Có nhiều khi mình thấy cái đi tới lui thấy nó ăn, thì tới lui thấy nó ăn, nhưng mà suy nghĩ lại cái bụng nó chưa quen đồ chay, nó ăn nó mau đói. Thì thôi, thì bây giờ Pháp Hòa hôm nay, Pháp Hòa gặp đại chúng không phải chỉ để giảng, nhưng mà làm bổn phận của một người mà quý vị tin tưởng, quý vị đến đây tu chung. Thì Pháp Hòa lúc nào, năm nào cũng phải có cái bổn phận là chia sẻ, nhắc nhở. Tại vì mình tu là trong cái luật hòa của mình, có cái thứ sáu là gì?
Công này nó có cái gì gọi là giới hòa đồng tu, lợi hòa đồng quân. Cái gì lợi lộc vật chất người ta đem đến cho mình chia ra, lợi hòa đồng quân. Mà giới hòa đồng tu là nhắc nhở với nhau tu cho miên mật. Cái tâm của Pháp Hòa là chỉ mong muốn đại chúng một điều, làm sao đại chúng đến đây quý vị tốn hao rất nhiều thì nhớ là đi về phải làm sao bồi đắp. Cái chữ bồi đắp, quý vị tốn cái khác nhưng mà phải bồi đắp lại cái khác. Còn nếu không thì đi thì tốn hao, về thì hao tốn. Tốn hao tiền của, thời gian, sức khỏe, về tới nhà hao tốn gì? Hao tốn cái tâm lực của mình. Không chừng mình ở nhà vậy mà không phiền não, tới tu 10 ngày xong về phiền não quá, buồn người này phiền người kia, không thích cái nọ không thích cái kia, nó uổng lắm. Mình đã rửa sẵn một cái ly để chuẩn bị đựng một ly nước uống thì hãy lựa cái nước nào mà nó bổ dưỡng cho mình để uống một lần, tại vì đựng cái khác vô đổ ra là nó dơ rồi. Cho nên thấy quý bác á, có những bác năm nay là 80, 80 mấy hơn rồi, có những vị là lên tới hàng 90 rồi mà vẫn đến đây với đạo tràng. Mình thấy thí dụ bây giờ mình người khỏe nè, mình không chấp nhận những cái khó, mình nói trời ơi, thấy mấy bác nè đó, thấy mấy bác già mà về mình trẻ mình không chấp nhận được, mình út dột quá. Người già tự nhắc trời ơi, cuộc đời này cái gì mà mình chưa hưởng, chỉ có cái cực vậy chưa thôi nè, sao giờ có cơ hội hưởng. Như là cái pháp xá đó, Pháp Hòa nói là năm nay là năm đầu tiên, quý vị thấy không, cất pháp xá xong quý thầy còn chưa được vô, mà quý thầy chưa ai được vô đó hết, thầy viện chủ cũng chưa vô đó ngồi chút nào hết, Pháp Hòa cũng chưa có, chỉ có đi vô dọn dẹp clean up thì có, chứ còn chưa được vô đó nằm relax. Cho nên Pháp Hòa chỉ muốn thưa là đại chúng chịu khó khắc phục những khó khăn. Thời tiết cũng là một nè. Cho nên là để cho em bớt được những cái chuyện gọi là mắng vốn, mất dép, mất y, mất áo. Năm nay là không có ăn bát là đỡ vụ mất bát. Quý vị mỗi người mình một tay, mình giúp cho cái đạo tràng của mình nó ổn định. Không khéo là cứ đi xà vòng, cứ giải quyết hết chỗ ở, tới giải quyết tới chỗ ngồi, cái nó hết 10 ngày. Nó không đi vô cái đề tài chính của mình muốn. Cái mình muốn chính là đến đây tu học. Rồi bây giờ cứ bận rộn, dời chỗ này, dời chỗ kia hoài. Giữ gìn cái mình ý thức được. Mình ý thức được cái chung thì tự nhiên mình sẽ bảo vệ, mình hộ trì. Cho nên mỗi lần đắp y lên thôi, y này y nhẫn nhục, nhẫn hoàn cảnh, nhẫn con người. Hoàn cảnh nào cũng được, con người sao cũng được. Tưởng tượng một gia đình mà 800 chị em, ở ngoài đời số 8 là ta sợ muốn chết rồi. Sợ bà 8, sợ ông 8. Vô đây tới 800 thì đâu phải là chuyện bình thường, phải không? Cho cố gắng. Hôm qua đó Pháp Hòa rất muốn thỉnh một sư bà trong chư ni á. Bởi vì bây giờ nhìn lại đại chúng đây á, là nữ nhiều hơn nam, mà quý vị phải hãnh diện là mình là một người nữ và có được những bậc tôn trưởng như quý sư bà, quý ni sư.
Pháp Hòa rất muốn thỉnh sư bà có vài lời với đại chúng để nhắc nhở, để mà quý vị cũng tự hào rằng trong giới nữ của mình cũng có những bậc đặc biệt như các bậc ni sư, sư bà. Tối lại Pháp Hòa gặp sư bà, Pháp Hòa thưa sư bà, nói được, sư bà sẵn sàng, là mình sẽ sắp xếp thỉnh sư bà lên thăm quý vị một buổi. Thật sự là nhiều khi quý sư bà không có giảng gì đâu, chỉ nhắc nhở thôi. Tại vì sư bà là người hiểu quý vị nhất. Sư bà là người hiểu quý vị nhất. Sư bà đã trải qua một bao nhiêu năm tu hành, chuyển hóa bao nhiêu cái tập khí của người nữ, thì sư bà có nhiều kinh nghiệm để nhắc nhở cho mình hơn nữa. Hôm qua nói xong, sư bà mới nói, trời ơi, thì thầy nhớ rồi, trong kinh nói đó, bọt bèo không à. Ý nói là nổi lên cái nổ, nổi lên cái nổ. Vì vậy mà tại sao người nữ người nam 7 lần đi xuất gia, người nữ chỉ một lần, cái đó không phải là chèn ép, nhưng mà để khuyến tấn cho mình cho chắc. Bởi vì cái người nữ nó khổ một cái là gì? Tâm thì dễ phát nhưng mà khó trụ. Quý vị để ý không? Mình dễ phát nhưng mà khó trụ. Thấy gì cũng muốn á, tôi thích, nhưng mà trụ yên chỗ không có. Cho nên gọi là mình dễ phát tâm nhưng mà khó trụ tâm. Mình dễ thương nhưng mà cũng dễ ghét. Thấy thương ghê vậy đó. Qua ngày làm sao thấy phát ghét à. Cho nên là mình là người dễ khởi tâm nhưng mà khó trụ tâm. Dễ phát tâm nhưng mà khó duy trì. Đó là lý do tại sao nói như vậy, để cho mình có một cái dứt khoát. Cho nên mình cũng là một cái người trượng phu đó. Một người trượng phu dám hy sinh. Cho nên quý sư cô, quý vị sư cô mà đi tu đó là một cái hy sinh lớn đó. Thường người nữ là mái tóc, trang điểm, mà quý sư cô bỏ hết. Dám cào đầu mình đi tu, dám sống một cuộc đời đơn giản, thì quý vị thấy rằng đâu phải bình thường. Phải có cái dũng lực lắm mới làm được việc đó. Và quý vị có thấy là người nữ tình cảm ướt át không? Cũng dễ khóc, dễ sầu, dễ thương. Mà thắng được những cái tình cảm đó để vẫn duy trì được cái bước đường tu của mình thì không phải chuyện dễ. Do đâu mà được như vậy nếu không có cái nguyện lực thâm sâu? Cho nên thưa đại chúng, nhiều lúc đó, không phải là không mệt mỏi đâu, mệt mỏi lắm. Nhưng mà không phải vì mệt mỏi mà muốn bỏ cuộc. Ngày hôm qua là đêm duy nhất Pháp Hòa được ngủ 2 giờ 2 tiếng sau 3 đêm thức. Ngày hôm qua Pháp Hòa đi vô ngủ là 2 giờ 4 giờ là một thượng tọa tới, Pháp Hòa phải thức. Rồi là 4 giờ là Pháp Hòa đã có mặt rồi. Sáng nay lên tụng kinh với đại chúng. Lúc mà sắp xếp quý thầy nói Pháp Hòa phải lên khai pháo ngày đầu tụng kinh đó. Sáng phải lên tụng kinh. Xong sáng hôm nay á, là sắp thầy Thiện Xuân. Thầy cũng không chịu, thầy nói không, tôi ban đêm à. Đó, thì mình giờ mang chữ thích thì chịu. Thôi giờ thầy thích tối thì để thầy tối. Pháp Hòa phải ra buổi sáng này. Chứ buổi tối, Pháp Hòa định là buổi tối để mình có nhiều thời gian mà làm việc. Là tối ra sinh hoạt. Còn thầy nói thầy muốn buổi tối thì Pháp Hòa ra buổi sáng. Nhưng mà mình làm cái gì cũng được hết à, thì không có khổ. Và không hề có một chút gọi là thối chí nản lòng gì. Nhưng mà đôi khi quý vị biết mình, đôi lúc mình mệt mỏi từ cái thể xác,
Và khi mà có những cái chuyện nó đến với mình là toàn là những cái chuyện nó không có cần thiết, nó rất là nhỏ nhẹ. Và lẽ ra là mình là người tu tới bữa nay rồi là búng cái đó là nó văng rồi, mà tại sao nó còn dính? Thoáng buồn chút vậy thôi. Lúc đó chỉ hỏi ơi tiếng vậy đó. Cho nên nhiều khi mình, bây giờ mình phải tập, chính bản thân mình phải tập. Những cái gì nó đến với mình tự nói với mình. Không lẽ mình tu tới bữa nay rồi mà cái này mình còn bị, thì tự ra mình búng cái đó ra. Chứ mình không có thần thánh gì đâu. Thưa đại chúng Pháp Hòa thường thưa với quý vị, tu không phải để làm Phật. Không cần. Tu để trở thành một con người thấy rõ mình thôi là đủ rồi. Làm Phật. Bây giờ thấy mà thật sự ra khi thấy rõ mình là Phật rồi chứ gì nữa. Tại vì Phật nghĩa là giác, là tỉnh, không mê. Khi mình thường sống với cái tỉnh, mình không mê thì mình là Phật. Nhưng mà thầy mình nói nó xa quá phải không? Tu chỉ cần làm một con người thấy rõ mình. Cho nên mỗi ngày tôi chọn ngồi thật yên, nhìn rõ quê hương, nhìn kỹ lại mình. Ngồi thật yên chính là ngồi thiền đó. Ngồi cho thật yên để thấy rõ mình. Thường thường mấy đứa nhỏ nó đi tu học á, Pháp Hòa hay hướng dẫn cho mấy em một việc là nên hạn chế sự nổ bùng khi mình bực tức. Tiếng Anh nó gọi là explode, nổ tung ra. Giờ nó có cái từ thứ hai là nên bày tỏ, tức là express. We should learn express more than explode. Tại vì khi mình express đó, nghĩa là mình đã có lắng rồi, bắt đầu mình mới biết mình phải trình bày cái gì. Còn hở chút mà nổ, hở chút mà nổ á, thì mình chưa có thời gian. Cho nên trước khi cho máy nổ, tôi biết tôi đi đâu. Bài kệ đề máy xe trước khi đi. Và bây giờ ai đi xuống thì lên cầu thang như vậy. Không rồi, Pháp Hòa định làm cái bài kệ sắp dép á, đang viết mà. Đại khái Hòa nhớ là khi dùng đôi dép xong hay là gì đó mà để lên kệ rồi ngăn nắp á, đôi dép ngăn nắp được, cuộc đời mới thành công. Cho nên nhiều khi mình đi tìm một cái, đi sắp đôi dép mình chưa làm được. Mà mấy cái chuyện đó là Pháp Hòa rầy mấy chú nhà hoài thôi. Máng cái áo, sắp đôi dép. Nhiều khi Pháp Hòa cứ nói mấy đứa là bực thầy lắm, là tại vì lúc nào thầy cũng ở làm sao, chuyện lặt vặt, máng áo, chỉnh giày, đại khái vậy đó. Nhưng mà Pháp Hòa mới nói tụi con không làm á, thầy sẽ làm, tại vì thầy thương. Giống như ba mẹ thương mình là ba mẹ làm cho mình. Thầy chưa bao giờ đem cái tài của mấy đứa mà so với thầy, tại vì ở trên đời này mình tài có người tài hơn. Nhưng mà cái mà thầy đang dạy mấy đứa đó không phải là ở cái tài năng. Cái mà thầy đang dạy là cách sống. Con người mà giỏi cỡ nào mà cách sống không có biết cách thì cũng dễ bị người ta ghét lắm, và từ từ trở thành ra cô độc. Vì tài mà không có cái hạnh, cái cách sống. Cho nên Đức Phật là người có đủ hai thứ, phước và trí. Hay là mình có cái tài và mình có luôn cái hạnh. Người giỏi mà có cái hạnh thì cái hạnh nó nuôi mình. Cái hạnh nghĩa là gì? Là cái đức hạnh. Thí dụ như khiêm cung, lễ độ, những cái đó là cái hạnh đó. Mà hiếm người nào có, tại vì thường thường người ta giỏi là người ta phải tự hào. Cho nên cái lời khấn nguyện vậy đó. Năm nay có một Phật tử design cái gì đó,
cái name tag tự một vị Phật tử design đó, làm xong rồi gửi mẫu cho bà xem đó, rồi in cúng dường. Nguyện cho con đi mãi không dừng lại nửa đường, đến tuyệt đối yêu thương tâm đồng tâm chư Phật. Nhưng mà hai câu đầu là đủ rồi. Nguyện cho con đi mãi không dừng lại giữa đường. Nếu mà mình nguyện được như vậy thì mình đi tới nơi tới chốn nó dễ. Tại vì mình thấy cái chỗ mình muốn tới rồi. Cho nên những cái này chuyện nhỏ, cũng giống như ngồi trong chiếc máy bay suốt mười mấy giờ đồng hồ chỉ vì mình muốn tới chỗ nọ. Quý vị biết chuyến đi Âu Châu vừa rồi, hôm qua cũng cực lắm. Vì có những buổi mình nói chuyện suốt một ngày rồi, vừa xong một cái rồi là ra xe đi 5 tiếng đồng hồ để tới địa điểm thứ hai. Mà có những ngày 2-3 thời liên tục, mà mỗi thời là phải 1-2 tiếng đồng hồ ít nhất chứ không có dư. Vậy mà liên tục suốt 5 tuần lễ. Mà những lúc Pháp Hòa mệt như vậy đó, mà chỉ cần bước ra mà thấy đại chúng hoan hỷ, tự nhiên cái mệt của mình quên hết. Pháp Hòa nhớ có một bữa mà nói chuyện ở hình như cái vùng gọi là vùng Munich hay cái gì đó, sắp sửa ra rồi mà nó chóng mặt, chỉ còn nằm thôi chứ không có đứng được nữa. Mà giờ ở ngoài này mình muốn xin 5 phút để nghỉ, mà ở ngoài này bon thỉnh thầy rồi niệm Phật vang trời hết rồi là nằm sao, là phải ngồi dậy. Mà đi ra ngồi vô cái chỗ đó rồi chừng 5 phút sau đã dậy thôi, sao còn ra, mình tưởng đâu được lên giảng. Ổng đưa nhang nó thỉnh thầy nguyện hương tụng kinh thế là phải hướng dẫn thời kinh nữa, nhưng mà làm trót lót hết. À đúng rồi đó. Cô trả lời, cô nói tại cái nghề. Ở đây có ai mà không tụng kinh mà thèm mà ghiền không ha? Có nhớ không? Thí dụ như mình tụng kinh mỗi ngày rồi cả tuần, có một lúc nào đó mình bận rộn mình không có tụng kinh một tuần lễ, mình nhớ thiệt là nhớ, có không? À, có đó ghiền tốt rồi đó. Đó là tập khí tốt. Tập khí tốt. Cho nên ví dụ mỗi năm mà đến mùa hè mà nôn nao mình ghiền đi khóa tu là biết tập khí tốt rồi đó. Cho nên nhiều Phật tử ở đây mà biết là canh giá, canh giá dữ lắm. Giá rẻ mua đi tu. Thôi thì hôm nay Pháp Hòa xin thăm đại chúng ha. À, buổi sáng này thì coi như là cũng còn trong những ngày đầu của khóa tu. Thì những cái bài giảng thuyết sẽ là những cái bài của các vị giáo thọ. Riêng phần Pháp Hòa thì không có giảng thuyết gì cả. Lên đây thăm đại chúng, à, sau mấy ngày quý vị ở đây thì nhắc nhở thêm để cũng như là khuyến khích đại chúng chịu khó, và đồng thời thật sự thì cũng như là một lời sám hối với đại chúng khi mà không thể lo cho đại chúng đầy đủ hơn nữa. Coi như sức của mình đã tới đó thôi, thì nếu có những cái gì không có phải thì mong đại chúng lượng thứ cho. A Di Đà Phật. À, bây giờ chúng ta hồi hướng. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày thứ hai của khóa tu rồi. Thời gian chúng ta còn lại chỉ 8 ngày. 8 ngày mà trừ một ngày lễ Vu Lan bữa 7 Tây là coi như còn 7 ngày. 7 ngày trừ ngày 10 Tây cuối cùng ngày có nửa buổi là coi như còn có 6 ngày. 6 ngày mà trừ một ngày nửa ngày thứ 7 nữa là còn có 5 ngày. 5 ngày mà trừ mấy bữa ăn nữa, mấy bữa ngủ, à rồi vòng vòng đi kiếm dép kiếm y kiếm đồ, thì thật sự mà cái thời gian mà thật sự mà chúng ta ngồi yên mà chúng ta tĩnh lặng mà tu không có bao nhiêu ngày, phải không? Cho nên ráng thôi. Thì cũng nhắc lại cái câu cũ phải không, à
buồn nào rồi cũng qua, chỉ có buồn ngủ tới mỗi ngày. Là mai sau dù có sao đi nữa, cho dẫu có sao cũng chẳng sao. Thôi chúng ta hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thệ nguyện đoạn.